Hello, chào bạn, chào mừng quay trở lại với Viettel Store TV. Trên tay mình đang là siêu phẩm Vivo S1 và đây tiếp tục là một sản phẩm được Quang Hải làm gương mặt đại diện. Và với chiếc Vivo S1 này thì trên thị trường các bạn có thể tìm thấy thông tin nhưng mà chưa tìm thấy giá bán. Đơn giản là bởi vì chiếc máy này vẫn chưa được chạy trên toàn thế giới. Và tuy nhiên, ngay trong ngày hôm nay thôi, mình đã có chiếc Vivo S1 trên tay rồi và nhờ mối quan hệ nho nhỏ xíu xíu của mình thì hôm nay mình quyết định làm bài mở hộp trên tay cũng như đánh giá nhanh chiếc Vivo S1 để xem rằng Vivo coi đây là siêu phẩm tầm trung đánh bại những sản phẩm Samsung Galaxy A của Samsung. Vậy thì xem rằng Vivo còn nói ngoa không nhá. Nào, ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái nắp vỏ hộp. Nó sẽ có hình ảnh chiếc Vivo S1 ở đây và sẽ có hình ảnh của Quang Hải cũng như hình ảnh của chiếc máy. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ có một vài những cái thông số cơ bản. Ví dụ là chúng ta sẽ có camera selfie 32 chấm có hỗ trợ công nghệ AI. Chúng ta sẽ có cảm biến vân tay dưới màn hình và cũng có bộ 3 camera sử dụng AI ở phía sau. Và hơn nữa thì chiếc máy này sử dụng một vi xử lý 8 nhân cùng với mức RAM là 6GB và 128GB 4GB. Nào, không lan man nữa, chúng ta hãy cùng nhau mở hộp thôi. Và chúng ta hãy tuốt cái này ra. Rồi, rồi đây sẽ là chiếc Vivo S1. Và các bạn thấy rằng với cái logo này thì chúng ta hiểu rằng đây chính là cảm biến vân tay trong màn hình. Chúng ta sẽ tiếp tục mở hộp ra. Hơi khít rồi. Và bên trên này thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp và để xem nào, chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một chiếc ốp silicone và mình không thấy que chọc sim đâu cả. Và chúng ta cứ để qua cái này một sang một bên nhé. Đây là nhân vật chính chiếc Vivo S1 và wow, chiếc máy này rất là đẹp các bạn ạ. Với cái mặt lưng này thiết kế các bạn nhìn này, nhìn nó rất là tinh tế, nó rất là sang trọng cũng như trẻ trung luôn, màu sắc nó thay đổi rất là đẹp. Mình sẽ nói chi tiết về chuyện này sau. Quay chọc sim thì lại các bạn đã giấu ở cái siêu lưng này thì mình cứ tưởng là không có quay chọc sim. Rồi thì trong phụ kiện trong hộp thì chúng ta sẽ có một chiếc adapter sạc. Và adapter sạc này có nguồn ra tối đa là 9V 2A. Tức là chiếc Vivo S1 này sẽ hỗ trợ nguồn sạc nhanh và công suất sạc tối đa của chúng ta có thể nhận được là 18W. Chúng ta sẽ có cáp sạc và đây là cáp sạc micro USB các bạn ạ. Rất là tiếc chiếc máy này vẫn sử dụng micro USB. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái tai nghe và đây là jack tai nghe để mình nhìn xem là jack tai nghe 3.5. Vậy thì chiếc máy này vẫn sẽ hỗ trợ chúng ta cọc tai nghe 3.5. Quay trở lại với nhân vật chính thì các bạn thể thấy rằng với chiếc Vivo S1 thì chúng ta có một cái thiết kế rất là đẹp. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý rằng chất liệu làm cấu thành chiếc máy này vẫn là từ nhựa nha các bạn nhìn thấy nhá. Mặt lưng nó rất là bóng bẩy và không hề bám lại mồ hôi và dấu vân tay. Đây, nhìn nó rất là sạch. Thế nhưng mà cái mặt lưng này lại chỉ làm từ nhựa, khá là tiếc. Với cái phân khúc giá mình được biết rằng trong phân khúc giá khoảng dưới 7 triệu đồng thì cái mặt lưng này thì mình hoàn toàn chấp nhận được, không nhất thiết là cứ phải mặt lưng bằng kính. Và cái khung này chúng ta sẽ làm từ nhựa giả kim loại và được mạ bóng lên, nhìn rất là đẹp. Nói kỹ hơn một chút về phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có cụm camera ở đây và chúng ta sẽ có 3 camera cùng với đèn flash LED. Với cái cụm camera này nó sẽ hơi lồi hơn một chút, chúng ta sẽ có dòng chữ AI triple camera cùng với đó là logo của Vivo. Và màu sắc này thì phiên bản mình đang có ở trên đây là phiên bản để mình nhìn kỹ xem nào. Đây, phiên bản mình đang có trên này là phiên bản màu xanh ngọc trai và mình rất là thích cái màu này, nhìn nó rất là trẻ trung. Các bạn thấy là cái màu xanh nhạt nó sẽ ở bên trên này và màu có vẻ ngả sang màu tím nó sẽ nằm bên dưới này và nó sẽ có hiệu ứng chuyển màu khi các bạn nghiêng các góc khác nhau. Ở cạnh phải thì chúng ta sẽ có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có loa ngoài, mic thoại, cổng sạc micro USB cũng như là jack âm thanh 3.5. Ở cạnh trái thì chúng ta sẽ có một nút và nút này là nút gọi trợ lý ảo Jovi độc quyền của Vivo và chúng ta sẽ có khay SIM ở đây và máy hỗ trợ chúng ta hai SIM một thẻ nhớ. Cạnh trên thì chúng ta sẽ hoàn toàn trống trơn thôi. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 6.38 inch cùng với đó độ phân giải Full HD Plus. Máy sử dụng tấm nền Super AMOLED do đó chúng ta sẽ có cảm biến vân tay trong màn hình này. Và chiếc máy này các bạn có thể thấy rằng trong mức giá dưới 7 triệu đồng chiếc máy này có một cái viền màn hình rất là mỏng. Với độ phân giải Full HD Plus thì cái màn hình này nó sẽ cho chúng ta cái điểm ảnh nó khoảng 401 PPI, tức là nó sẽ khá là cao đấy chứ, nó không bị rỗ, cũng như là các chi tiết trên này mình thấy là khá là ok. Màu sắc thì nó cảm nhận sơ qua ban đầu thì nó khá là trung tính chứ nó không bị rực rỡ giống như màn hình của Samsung. Về cấu hình thì chiếc máy này của mình sử dụng con chip Helio P65 và theo như mình được biết thì đây là một con chip nó nằm giữa con chip Helio P60 và con chip Helio P70. Về điểm số thì mình cũng chưa có điều kiện để chấm nhưng mình sẽ gửi cho bạn bài đánh giá chi tiết sau. Nhưng mà với con chip Helio P65 thì nhà sản xuất công bố rằng chiếc máy này sẽ có sức mạnh ngang ngửa con chip Snapdragon 660 và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình chơi game cũng như là trải nghiệm hàng ngày.
À, về dung lượng RAM thì mình sẽ có 6GB RAM trên phiên bản này và có 128GB bộ nhớ trong, và đây một con số rất là ấn tượng. Ngoài ra chúng ta, như mình đã nói trên, của máy vẫn hỗ trợ chúng ta thẻ nhớ, do đó các bạn hoàn toàn có thể mở rộng dung lượng lưu trữ một cách thoải mái. Về cụm camera thì chúng ta sẽ có 3 camera ở phía sau, với camera chính độ phân giải là 16MP, cùng với đó là camera phụ góc siêu rộng độ phân giải là 8MP của f/2.2, và một camera nữa đo độ sâu chụp ảnh với độ phân giải là 20MP. Chúng ta sẽ có cụm đèn flash ở đây. Và với cụm camera này thì mình đánh giá rằng về thông số, xét về thông số thì nó không phải là một thông số quá khủng, khi mà xét về trong cùng phân khúc giá một số mẫu máy khác của đối thủ cạnh tranh, ví dụ như là kể cả những chiếc Samsung Galaxy A50 hoặc là những chiếc điện thoại từ Xiaomi, ví dụ như là Xiaomi Redmi Note 7 hoặc Redmi Note 7 Pro, nó cụm camera có thông số khủng hơn rồi. Nhưng mà với cụm camera hỗ trợ AI này thì nhà sản xuất cũng tự tin công bố rằng các bạn sẽ không phải thất vọng với chiếc Vivo S1 này. Về camera trước thì chúng ta sẽ có camera với độ phân giải rất là khủng, 32MP và có hỗ trợ AI. Và với cái tính năng AI này thì các bạn có thể thấy rằng chiếc máy này đã làm cà mịn da mình khá là đẹp, và nó có vẻ như nó đã trang điểm cho mình một ít. Khi mà mình cảm giác như mặt mình đang đánh phấn thì thực ra mặt mình không đánh phấn, và nó sẽ làm mịn đi một tí. Về màu sắc thì mình đánh giá rằng nó có độ trung thực vừa phải, nó không quá rực rỡ nhưng cũng không bị quá là bệt màu. Và độ chi tiết thì mình thấy khá là ok. Đây là cảm nhận sơ qua khi mình nhìn qua live view thôi. Ngoài ra thì máy hỗ trợ chúng ta tính năng chụp HDR tự động này, cũng như là sẽ có hỗ trợ chân zoom, xóa phông ở camera sau. Về giao diện camera thì các bạn có thể thấy rằng với giao diện này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được khi mà các chế độ chụp ảnh nó đã bày được sẵn hết ra ngoài màn hình rồi. Các bạn chỉ cần vuốt sang trái hoặc vuốt sang phải là có thể chuyển qua chuyển lại các chế độ chụp ảnh cũng như là quay phim. Về dung lượng pin thì chúng ta sẽ có một viên pin với dung lượng là 4500 mAh, và các bạn có thể thấy rằng với dung lượng pin cao như vậy nhưng chiếc máy này lại được một thiết kế rất là mỏng nhẹ. Ngoài ra thì độ dày của nó cũng chỉ vừa phải thôi, nó không bị quá dày. Mình đánh giá rằng thiết kế nó rất là đẹp. Ngoài ra thì với một viên pin dung lượng lớn như vậy, chúng ta sẽ kết hợp với lại con chip Helio thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này trong vòng 1 đến 2 ngày, thậm chí là 2 ngày dư giả luôn. Và ngoài ra thì máy hỗ trợ chúng ta công nghệ sạc nhanh với công suất sạc tối đa là, như mình đã nói trên, là công suất sạc tối đa 18W. Các bạn hoàn toàn có thể sạc chiếc máy này trong vòng khoảng 1 tiếng có thể sạc đầy viên pin này rồi. Chúng ta sẽ có cảm biến vân tay trong màn hình, và mình sẽ làm một bài đánh giá cái cảm biến vân tay này để xem tốc độ mở khóa so với chiếc Samsung Galaxy A50 hoặc là A70 sẽ như thế nào nhé. Về ngoài ra thì chiếc máy này cũng hỗ trợ chúng ta mở khóa bằng gương mặt, và mình sẽ thử thêm gương mặt ở đây xem tốc độ mở khóa nó sẽ như thế nào nhé. Và mình đã vừa thêm khuôn mặt xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử mở khóa thêm nhé. Đấy, các bạn thấy rằng khi mà mình vừa ấn phím nguồn, màn hình sáng lên cái là máy đã mở khóa rất là nhanh rồi, và độ chính xác thì mình đánh giá là mình sẽ phải cần thời gian để kiểm chứng sau. Vậy là mình vừa hoàn thành xong video mở hộp cũng như là đánh giá nhanh chiếc Vivo S1 này, và mình đánh giá rằng chiếc máy này trong mức giá dưới 7 triệu đồng thì đây là một chiếc máy có một thiết kế rất là đẹp. Chúng ta sẽ có màu sắc thay đổi theo góc nhìn và thiết kế rất là trẻ trung, cùng với đó là chúng ta sẽ có cảm biến vân tay trong màn hình. Đây là một cái công nghệ rất là mới, cũng như là công nghệ phải trang bị trên một số mẫu máy đắt tiền thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có viên pin rất là khủng với dung lượng là 4500 mAh, cùng với đó là hỗ trợ sạc nhanh cũng sẽ sạc tối đa là 18W. Các bạn có thể sử dụng chiếc máy này thoải mái và dư dả trong khoảng 2 ngày. Vậy thì các bạn, ý kiến của bạn ra sao? Các bạn thấy những chiếc Vivo S1 này như thế nào? Các bạn đánh giá rằng trong mức giá dưới 7 triệu đồng thì chúng ta có nên sở hữu ngay cho mình một chiếc Vivo S1 hay không, và nó sẽ có đủ sức để đánh bại những cái đối thủ khác trên thị trường, ví dụ như là Huawei i9 Prime hoặc là Galaxy A50 hoặc là những chiếc Redmi Note 7 Pro của Xiaomi hay không? Hãy cùng nhau để lại ý kiến bình luận bên dưới nhé. Đừng quên là các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm này tại hệ thống siêu thị Media Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.